thôi để luôn đi cũng được, không sao hết. Rồi mến chào các bạn, thì có một chiếc xe máy cày là rất là thời thượng, mới là vào tầm khoảng 95%, mang thương hiệu Mitsubishi Banset GFMT 221, GT221 ha. Rồi xe rất là đẹp, máy cày họ cũng thiết kế, nó cũng mang những cái tem mát đồ modern với màu sơn, các bạn thấy không, trên đỏ dưới là đen xám ha. Tay lái trợ lực luôn các bạn nha, tay lái full thị lực chứ không phải trợ lực luôn, đời mới mà, chất lượng cao. Số cơ nè, ben điện nha, ben điện ben BC, rất là hiện đại. Các bạn mà nếu mà kiếm ra những chiếc xe mà nó sử dụng cái ben điện này là phải nói là nó quá thời thượng đi, và nó hiện đại. Càng hiện đại là người ta càng xài điện nhiều, mà càng đời cổ thì người ta sẽ không có xài sử dụng điện ha các bạn ha. Ủa cái này gì ta? Ben tay hả? Cái này ben luôn hả? Dạ. Phải không? Ben tay. Ben luôn. Ben hay là khóa ben? Hả? Ben luôn hả? Vừa cơ vừa điện à? Tao không thấy, hồi thử coi. Rồi, để tí ra. Rồi ở đây là, ở đây là cái gì ta? Không, cái đó là thùng đựng đèn đó. Không, ý là nó cái ký hiệu này nè. Không, nó ký hiệu của con này nè. Đi tới trước nè. 1000 tua cái này của dàn sới. Ở đây 15 km/h nè. Tính tốc độ giờ rồi a số của máy cày. 1 2 3 4 nè. 1 2 3 4 nè, tăng tầng. Hôm nay là ở đây tầng lui. Nhanh tầng chậm. Tới lui. Tới lui hả? Tới lui. Tới lui thì tăng tầng đâu? Tăng tầng gì? Nhanh đây chậm nó hả? Có vẻ tăng tầng nhanh nè. Chậm đây. Ngay đó rồi. Ủa xong rửa đi, dơ để dơ dưới đây. Cái này là cầu. Đâu? Một cầu, hai cầu. Bên kia là V-size đồ đầy đủ hết ha. Con này chạy mới có 1042 giờ thôi. Rồi ở đây cái sới đó là ba số tới con. Ủa sao nó có cái công tắc quay đầu vậy, là sao ta? Cái thằng này là bay luôn sao á? Không bậy, tầm bậy. Nó cắt giữa hai cầu với một cầu. Nếu mà thí dụ em đang chạy hai cầu mà em muốn là em muốn quay đầu xe là em phải cắt cái cầu ra nè, em bấm công tắc này cắt nè. Cái ben đây, ben đây. Ben trên tay là đây. Rồi. Rồi lên nổ máy thử coi. 221. Dễ nổ không? Quá êm ha. Tay lái coi. Đâu thử cái cần kia coi nó là cái gì. Cái cần dưới đây coi nó là cái gì. Nó có ben không? Đâu, chỉnh coi. Không hả? Ý, nó có ăn ấy, Linh. Đâu, xuống coi. Đè xuống. Rồi, đẩy lên hết coi. Rồi, để yên coi. Anh thấy nó có vô khớp. Hình như kia là nhanh chậm lên đây. Nhanh chậm lên. Đúng rồi, nhanh chậm. Rồi, hạ xuống. Đúng rồi, chỉnh nhanh chậm. Đúng rồi, cần để nhanh chậm. Rồi, cần đó là cần nhanh chậm. Chỉnh lưu lượng nhất. Ga ngay đó hả? Máy êm quá ha. Rồi, chạy coi. Vô số chạy coi. Bên này sới nè. Có một số sới ngược. Đúng rồi. Khu đời sới ngược này là mất tiền à. Là ngon à. Quá đẹp.
sẽ còn 90% ha. Đâu em dở nóc hâm anh nha, anh coi thử coi. Coi vô số sới coi chạy không? Đâu? Nhẹ nhàng không? Đâu? Ờ, ôi, quá nhẹ nhàng. Ồ, tua nhanh dữ ta. Ồ, chạy vù vù luôn ha. Đâu, ngược coi, ngược coi. Ngược coi. À, à, tua ngược luôn. Rồi, tới rồi. Ồ, có lý. À, hai chiều luôn. Sới ngược là ngon lắm á. Rồi, à, để thử coi. À, em bỏ mở hông máy ra máy bên này nè. Thôi đẹp không? Cái này rửa chưa có kỹ. À đây đây. Ồ, xịt nước mà rửa máy xịt nhẹ nhẹ thôi. Mấy dòng lốc nhôm này nó dễ tróc lắm. Wow, êm quá ha. Êm ghê luôn. Mới tin nè. Bơm dầu. Bơm Nhật luôn hả? Dạ. À. Bơm này là bơm tự động nha. Quá à, ngon. Rồi, đóng lại. Hả? À. Dở lên, dở lên. À, nó vậy xong rồi ốc cái kia xuống, lại gài lại. Mười lít nhớt hộp số ghê ha. Ồ, ồ, tay lái quá nhẹ luôn. Như vậy là 4 số ve, 4 số tới. 8 số mà nó nhân tầng lên nữa. Quá đã. Tắt điện luôn. Trời ơi. Rồi. Quá ok các bạn.
này rửa ráy đồ cho sạch sẽ nữa là tuyệt vời luôn ha. Rửa ráy sạch sẽ là quá tuyệt vời. Vỏ nè, mấy ken xà beng trước vỏ sau, đèn đóm nữa nè ha. Van set GS này hai tỷ rồi, tuyệt vời. Anh em nào muốn mua thì alo với anh chủ ha. Rồi, mến chào các bạn. Ở đây công tắc cũng bật lên đây là xong nè, rồi bật lên đây là đề nè. Đây nè, có lò xo xong các bạn ha. Rồi, mến chào các bạn nha.